Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình lại gặp nhau và theo yêu cầu của các bạn khán giả, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 6 bước cha 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 cơ bản nhất cho những người mới học, và mình sẽ nâng cao với những người đã biết cha cha cha. Và có một điều thật thú vị, đó là khi ta ghép 6 bước cha 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 này sẽ tạo nên một bài nhảy vô cùng hoàn chỉnh, và ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ cuộc vui chơi nào, chúng ta trở nên tỏa sáng. Chỉ cần nhạc cha 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 hoặc nhạc remix bước lên là ta đã là tâm điểm của mọi sự chú ý. Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình xin giới thiệu qua về cách đếm nhịp của cha cha cha. Nhịp của cha 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 là 5 nhịp, và chúng ta có 3 cách đếm khác nhau. Cách thứ nhất, ta có thể đếm 1, 2, cha cha cha. Cách đếm thứ hai, 1, 2, 3 và 4. Cách đếm thứ 3, 1, 2, 3, 4, 5. Và mình sẽ hướng dẫn theo trình tự các bước cha 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 để tạo nên một bài nhảy hoàn chỉnh. Thứ nhất, cha 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 cơ bản dọc dành cho chân nữ và chân nam. Thứ hai, cha 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 ngang, tiến, lùi. Thứ ba, cha 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 mở tiến. Thứ tư, cha 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 quay ngược vòng. Thứ năm, cha 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 mở lùi. Và cuối cùng, cha 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 quay một vòng. Và như các bạn đã biết, đối với bước chân nữ, ta thường bước chân phải lùi, ngồi. Còn với chân nam, ta thường bước chân trái tiến, một. Nam tiến thì nữ lùi, và nữ lùi thì nam tiến. Và mình sẽ quay đằng sau để các bạn quan sát dễ hơn nhé. Nào, chúng ta vào bài hướng dẫn này. Đầu tiên, bước nữ cha 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 cơ bản dọc, các bạn đưa chân phải xuống, 1, chân trái dậm tại chỗ, 2, chân phải đưa lên, tiến lên, 3, chân trái dậm tại chỗ, 4, 5, hoặc chúng ta có thể đọc là cha cha cha, hoặc chúng ta cũng có thể đọc là 3 và 4. Tiếp theo, chân trái đưa lên, 5, chân phải dậm tại chỗ, 6, chân trái lùi xuống, 7, chân phải dậm tại chỗ, và chân trái dậm tại chỗ, 8. Như vậy, với bước cha 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 cơ bản nhất thì chúng ta đếm nhịp cho mình là 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước cha 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 nâng cao dành cho chân nữ. Cách đếm nhịp vẫn như cha 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 cơ bản, nhưng chúng ta có hai bước nâng cao hơn. Chân phải chúng ta kéo xuống, 1. Các bạn lưu ý cho mình chân tạo thành chữ V để dáng đẹp hơn, và chúng ta sẽ không bị mất cân bằng khi nhảy cha cha cha. Chân trái dậm tại chỗ, 2. Chân phải bước lên, 3. Chân trái kéo sát gót chân phải và bật chân phải lên, 4. Tiếp theo câu thứ 5, cần đưa chân trái lên, 5, chân phải dậm tại chỗ, 6, chân trái kéo xuống, 7, và chân phải kéo sát mũi chân trái, bật chân trái xuống, và 8. Mình sẽ làm nhanh bước chân nữ nâng cao, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta có càng kéo nhanh thì tạo nên độ bật càng đẹp, bước chân càng thanh thoát các bạn nhé. Tiếp theo là bước chân nam thì chúng ta cũng làm tương tự, nhưng mà chân trái chúng ta sẽ bước lên, 1, chân phải dậm tại chỗ, 2, chân trái lùi, 3, chân phải dậm tại chỗ, và chân trái dậm tại chỗ, 4. Tiếp theo chân phải chúng ta kéo về, 5, chân trái dậm tại chỗ, 6, chân phải bước lên, 7, chân trái dậm tại chỗ, và chân phải dậm tại chỗ, 8. Mình sẽ hướng dẫn bước nâng cao đối với chân nam. Chân trái bước lên, 1, chân phải dậm tại chỗ, 2, chân trái bước về, 3 và 4. Chân phải bước xuống, 5, chân trái dậm tại chỗ, 6, chân phải bước lên, 7 và 8. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bước cha cha cha
tiến lùi các bạn nhé. Với tư thế này thì chúng ta sẽ tiến bên phải trước, chân trái thoát qua chân phải. Người ta thường nói là chám qua chân phải. Một, chân phải chậm tại chỗ. Hai, chúng ta đi ngang bước chân ra bên trái. Ba và bốn. Nhịp tiếp theo chúng ta đưa chân phải xuống. Năm, chân trái dậm tại chỗ. Sáu, chúng ta đi cha 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 bên phải. Bảy và tám. Chúng ta lại làm lại một lần nữa. Một, hai, ba và bốn. Năm, sáu, bảy và tám. Với tư thế này chúng ta sẽ tiến hành bước thứ ba, đó là mở tiến các bạn nhé. Mình cũng mở tiến bắt đầu bên tay phải của mình trước, với bước cơ bản nhất, dễ nhất cho các bạn mới học. Chân trái chúng ta cũng chám lên. Một, chân phải dậm tại chỗ. Hai, chúng ta đi cha 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 bên trái. Ba và bốn. Với tư thế này chúng ta lại chám chân phải qua bên trái. Năm, chân trái dậm tại chỗ. Sáu, chúng ta đi cha cha bên phải. Bảy và tám. Mình sẽ hướng dẫn bước cha 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 mở tiến nâng cao. Chúng ta đánh bật chân với độ này. Làm tương tự, chúng ta sẽ chám bên bật bên phải trước. Một, hai, ba và bốn. Năm, sáu, bảy và tám. Mình sẽ kết hợp tay các bạn nhé. Với bên phải ta giơ tay phải sẽ giơ cao và tay trái ngang bằng vai. Với bên trái tay trái giơ cao và tay phải ngang bằng vai. Một, hai, ba và bốn. Năm, sáu, bảy và tám. Và bước thứ tư mình muốn hướng dẫn với các bạn với tư thế này, chúng ta sẽ thực hiện bước cha 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 quay ngửa vòng các bạn nhé. Cũng có hai cách để chúng ta quay. Cách thứ nhất đơn giản hơn, chúng ta bước chân trái qua bên phải. Một, chúng ta xoay. Hai, chúng ta bước cha cha cha. Ba và bốn. Tiếp theo ta lại đưa chân phải lên. Năm, chúng ta lại xoay một nửa vòng. Sáu, đi cha cha cha. Bảy và tám. Cách thứ ba, cách thứ hai đó là chúng ta thực hiện bước nâng cao hơn bằng cách bước đầu tiên chân trái qua, vuông một góc 90 độ cùng hướng theo dõi với các bạn. Chúng ta đọc là một, chân phải dậm tại chỗ. Hai, chúng ta xoay và chúng ta đi cha cha cha. Ba và bốn. Tương tự như vậy chúng ta bước chân phải vuông góc. Năm, chúng ta lại xoay chân trái. Sáu, chúng ta đi cha cha cha. Bảy và tám. Chúng ta thực hiện cho mình hai lần, hai lần các bạn nhé. Bước thứ năm mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là cha 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 mở lùi. Với tư thế này chúng ta sẽ mở lùi bên tay trái trước, chân trái bước xuống. Một, chân phải dậm tại chỗ. Hai, chúng ta đi cha cha bên trái. Ba và bốn. Tương tự như vậy ta lại kéo chân phải xuống. Năm, chân trái dậm tại chỗ. Sáu, bảy và tám. Mình sẽ hướng dẫn bước nâng cao, đó là chúng ta sẽ tạo nên độ bật của chân, vẫn chân trái kéo xuống và bật, đồng thời bật nhanh chân phải. Một, hai, ba và bốn, lại bật chân trái. Năm, sáu, bảy và tám. Mình sẽ kết hợp tay, tay chúng ta làm bên trái, chúng ta lấy tay trái uốn từ trong ra ngoài, làm bên phải chúng ta uốn bên phải từ trong ra ngoài. Mình cũng thực hiện bên trái trước, các bạn chú ý nhé. Bật một, hai, ba và bốn. Bật năm, sáu, bảy và tám. Với tư thế này chúng ta sẽ thực hiện bước cha 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 cơ bản dọc để nối với bước cuối cùng, bước thứ sáu, đó là cha 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 quay một vòng. Cha 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 cơ bản dọc bắt đầu. Một, hai, ba và bốn. Năm, sáu, bảy và tám. Chúng ta làm lại một lần.
7 và 8. Ở tư thế này, chúng ta sẽ quay một vòng cho mình có hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta đưa chân trái lên 1, chúng ta quay nửa vòng đã 2. Sau đó chúng ta lại tiếp nhịp cha-cha-cha, quay nửa vòng tiếp theo 3 và 4. Chân phải lùi 5, chân trái dậm tại chỗ 6, chúng ta tiến 7 và 8. Cách thứ hai là chúng ta sẽ xoay một góc 90 độ 1. Đấy, như vậy là góc 90 độ của mình đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ xoay chân phải 2 và xoay nửa vòng nữa 3 và 4. Lại kéo chân phải về 5, 6, 7 và 8. Chúng ta lại làm tiếp tục 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Với tư thế này chúng ta lại thực hiện bước cha 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 ngang tiến lùi 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Một lần nữa 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và chúng ta lại tiếp tục thực hiện bước cha 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 mở tiến, cha 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 quay nửa vòng, cha 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 mở lùi, và cuối cùng là cha 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 quay một vòng để tạo nên một bài nhảy hoàn chỉnh các bạn nhé. Và bây giờ chúng mình hãy vào phần ghép nhạc cực chậm, cực dễ, và các bạn hãy cùng ghép nhạc với mình nhé. Cheerleader cha cha cha, bắt đầu. Âm nhạc nổi lên.